Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận định hướng phát triển 5 ngành lĩnh vực quan trọng. Đắk Lắk đón nhận truy điệu an táng 22 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Ninh Thuận thả 28 cá thể động vật hoang dã về vườn quốc gia Phước Bình. Bộ đội biên phòng Quảng Trị bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 18 hộp pháo trái phép và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, Ninh Thuận định hướng phát triển 5 ngành lĩnh vực quan trọng gồm năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Theo đó, đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, tỉnh sẽ tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế về điều kiện nắng gió để phát triển điện mặt trời, điện gió ven bờ, điện gió ngoài khơi, điện khí LNG, thủy điện tích năng, nguồn năng lượng mới, hydro, thủy triều, sinh khối, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng truyền tải điện để xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Lĩnh vực du lịch chất lượng cao, tỉnh sẽ phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, đẳng cấp, độc đáo, vừa phát triển du lịch truyền thống, vừa tạo dựng các loại hình mới độc đáo, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo sẽ phát triển cụm ngành công nghiệp chế biến chế tạo gắn với cảng biển và logistics theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh. Về lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, tỉnh xác định phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, đa dạng các loại hình bất động sản nhà ở, thương mại, du lịch, công nghiệp, v.v. phù hợp nhu cầu của thị trường với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, ứng dụng công nghệ vào xây dựng quản lý kinh doanh bất động sản. Đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, đồng bộ, năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao, thân thiện môi trường, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều giải pháp thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đầu tư sản xuất các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm từng bước được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn nhất định, có độ tin cậy cao, dễ dàng tiếp cận thị trường, góp phần tạo động lực thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Nam Miền Trung ở xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái chuyên canh tác chế biến các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như dưa lưới, bí, bơ. Trong sản xuất, công ty đều ứng dụng công nghệ cao từ công nghệ nhà màng, công nghệ tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hữu cơ. Năm 2022, sản phẩm dưa lưới của công ty được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, được đánh giá cao ở chất lượng khi sản xuất đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Định hướng của hợp tác xã thì ngoài cái sản phẩm dưa lưới thì hợp tác xã cũng đang mở rộng thì đi kèm với đó hợp tác xã cũng sẽ thử nghiệm trồng nho trong nhà màng ở trên địa huyện Bắc Ái này. Thì đồng thời là để nâng hàng OCOP thì sản phẩm OCOP 3 sao của hợp tác xã đang là sản phẩm tươi. Thì hợp tác xã cũng đang nghiên cứu và để chế biến chuyển từ những cái sản phẩm tươi sang những cái sản phẩm chế biến để nó bảo quản cũng như là phát triển tốt hơn để nâng hàng OCOP. Đồng thời nữa là cũng tạo công ăn việc làm cho bà con nó ổn định hơn. Sản phẩm rượu chuối hộp của cơ sở sản xuất rượu chuối hộp Bác Ái ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh vào năm 2022. Điểm đặc biệt của sản phẩm rượu chuối hộp là được sản xuất 100% từ nguồn nguyên liệu tại địa phương, đạt chất lượng, được ủ theo công thức truyền thống cùng với hệ thống chưng cất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng là để phát triển cái mô hình sản phẩm rượu chuối OCOP càng ngày càng mạnh hơn, từ khâu là mẫu mã cho đến cái chất lượng sản phẩm. Xác định tham gia chương trình OCOP là cơ hội để quảng bá nâng cao giá trị các sản phẩm thế mạnh của địa phương, huyện Bắc Ái đã chỉ đạo các phòng ban địa phương tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể sản xuất kinh doanh tham gia. Đến nay, huyện Bắc Ái có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh gồm gạo sạch Phước Chính, dưa lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Miền Trung, hạt điều Đồng Thuận và rượu chuối hột Mồ Côi.
triển khai cái chương trình OCOP trên địa bàn huyện thì huyện cũng xác định những cái nhiệm vụ giải pháp lớn như sau. Cái thứ nhất là tổ chức kiện toàn cái công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để thực hiện cái chương trình OCOP cho nó tốt từ huyện đến xã. Tổ chức sản xuất gắn với các vùng nguyên liệu tập trung và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chuẩn hóa cái quy trình cũng như là tổ chức sản xuất sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của thực tế của địa phương cũng như cái tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP và nó phù hợp với thị trường tiêu thụ. Huyện Bác Ái có nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp, du lịch đặc trưng. Nếu phát huy tốt những sản phẩm này sẽ giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Với sự quan tâm hỗ trợ của các ngành địa phương cùng nỗ lực vượt khó sáng tạo của các doanh nghiệp, hợp tác xã và từ chính người nông dân trong việc phát triển các sản phẩm đặc thù trở thành các sản phẩm OCOP sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo động lực quan trọng để sản phẩm OCOP của huyện Bác Ái thực sự có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khắc ghi lời dạy của Bác, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, Đảng ủy xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đã phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong huy động sức dân hiến đất mở đường, gắn các vườn cây ăn quả với phát triển du lịch. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Con đường bê tông xuyên giữa vùng lõi khu vực vườn cây ăn quả này có được là kết quả sau một thời gian dài kiên trì tuyên truyền, vận động của bí thư chi bộ thôn và các đoàn thể ở địa phương. Trong thời buổi tất đất tất vàng như hiện nay, khi đụng chạm đến quyền lợi, nhiều người cũng đắn đo suy nghĩ. Nhưng sau khi được tuyên truyền vận động, hiểu được ý nghĩa, ông Võ Xin đã hiến 720 mét vuông đất và chặt bỏ 50 cây bưởi đang thời kỳ thu hoạch để mở con đường bê tông rộng 6 mét, dài 120 mét vào vùng lõi khu vực trồng cây ăn quả của xã. Sau này tôi hiểu được rồi, tôi có thể di chuyển ra một cái vùng đường lõi khác mà cũng thuộc về diện đất của tôi. Tôi cũng đóng góp một ít phần đất cho bên nhà nước và của nhân dân để hưởng lợi. Cách làm của chi bộ thôn Lâm Hòa là vận động người dân hiến đất tới đâu thì sẽ mở rộng đường đến đó. Đến nay, thôn Lâm Hòa đã vận động 31 hộ dân hiến 1.200 mét vuông đất để mở đường vào vùng lõi, trồng cây ăn quả, vận động 350 lượt ngày công bê tông hơn 1 km đường với kinh phí 357 triệu đồng, bê tông 1,6 km đường trong thôn với kinh phí thực hiện 104 triệu đồng, lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường với kinh phí hơn 101 triệu đồng. Qua cái sự vận động của chi bộ thì bà con cũng rất đã nhận thức được cái việc mở mang đường xá là việc phát triển kinh tế. Thì qua cái vận động bà con hiểu rằng mở đường là cái lợi trước mắt, thông thoáng đường đi, vận chuyển được nông sản hàng hóa. 4 tháng đầu năm 2023, xã Lâm Sơn đã tổ chức duy tu, sửa chữa và làm mới 4 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 3.467 mét, kinh phí 5 tỷ 820 triệu đồng. Đặc biệt, các đoàn thể đã vận động 56 hộ dân ở thôn Lâm Bình và Lâm Phú hiến hơn 3.200 mét vuông đất để mở rộng mặt đường từ 3,5 mét lên 6 mét. Mới lần đầu thì cũng không có đồng ý cho lắm, chứ còn sau này nghĩ lại là khu du lịch đó muốn mở đường rộng cho xe được lui tới đó, cho nên nhà đồng ý. Ngoài đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, xã Lâm Sơn còn triển khai các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 45,3 triệu đồng mỗi người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,87% so với năm 2022. Đến nay, xã có 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới là Lâm Phú, Lâm Hòa và Lâm Bình. Đảng bộ xã Lâm Sơn tiếp tục chỉ đạo cho các thôn, đặc biệt là các thôn đồng bào dân tộc, để rồi cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, rồi đảm bảo an ninh trật tự. Các thôn qua đó thì nâng cao nhận thức bà con, để rồi cái áp dụng vào thực tế, đặc biệt là cái chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước để rồi nâng cao cái thu nhập cho bà con, để làm sao đó lan tỏa tới từng cán bộ đảng viên nhân dân để thực hiện tốt cái việc học tập theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất.
để tiếp tục huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã Lam Sơn tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của từng cán bộ đảng viên trong việc nêu gương, vận động nhân dân địa phương tiếp tục đồng thuận, chung tay giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2023, thôn Long Quý và Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới và thôn Lam Phú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng 22 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Sau gần 7 tháng trèo đèo lội suối băng rừng, cùng với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh Mondulkiri, Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm cất bốc và hồi hương được 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tỉnh Mondulkiri được đưa về đất mẹ. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm cất bốc quy tập được 719 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia về nằm trong lòng đất mẹ. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2023 gắn với khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chương trình đã trao 30 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 300 lượt công nhân, tổ chức gian hàng lưu động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai mô hình đổ rác thải nhựa lấy rau xanh sạch, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ cài đặt phần mềm VSSID, bảo hiểm xã hội, sổ khám chữa bệnh, thi đấu thể dục thể thao. Hoạt động trên nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hiệu quả, động viên khích lệ đoàn viên thanh niên công nhân hăng say, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức chương trình tuyên dương gương điển hình trong phong trào sáng tạo trẻ, khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, chào mừng tháng công nhân và khởi động chiến dịch hè năm 2023. Tại buổi lễ, các đại biểu đoàn viên thanh niên đã giao lưu với các cá nhân điển hình được tuyên dương trong phong trào sáng tạo trẻ, khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm, ý tưởng về các đề tài, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến hay được áp dụng hiệu quả trong công việc và trong lao động sản xuất. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương khen thưởng 30 cá nhân điển hình trong phong trào sáng tạo trẻ. Sáng qua, tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi tại trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam. Tại chương trình, Thường trực tỉnh đoàn đã phát động và triển khai các hoạt động hè cho các em thiếu nhi. Theo đó, hoạt động hè năm nay phải đổi mới đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho các em, nhất là trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Đồng thời vận động nguồn lực xã hội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Dịp này, tỉnh đoàn phối hợp với đoàn thiện nguyện Pha Lê Mỹ Linh, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 362 suất quà cho học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám với tổng trị giá hơn 72 triệu đồng. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử bị ngộ độc và nhập viện, nhưng thời gian qua, ngành y tế tỉnh Kon Tum luôn tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử. Nicotine và nhiều hóa chất trong thuốc lá điện tử rất có hại đối với sức khỏe con người, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh, ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe còn là kìm hãm sự phát triển của não bộ, ảnh hưởng đến hành vi lối sống. Thời gian qua, các cấp ngành và đơn vị trường học đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm này, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng, của giới trẻ về thực trạng tác hại của thuốc lá nói chung và các sản phẩm thuốc lá điện tử nói riêng. Trong năm 2022, đơn vị cũng đã tham mưu cho Sở Y tế và Ban Chỉ đạo để tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá với các sở ban ngành, đoàn thể. Qua đó thì đã góp phần nâng cao được cái nhận thức cho học sinh, sinh viên, người dân về cái tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc và nhập viện do thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, công tác quản lý thuốc lá thế hệ mới vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nên để phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, nhất là lứa tuổi học sinh, ngành chức năng nhà trường và các bậc phụ huynh nên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý.
Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, toàn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức 80 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại 2.180 cơ sở, trong đó có 2.026 cơ sở đạt yêu cầu, 154 cơ sở vi phạm, phạt tiền 14 cơ sở với tổng số tiền 45.400.000 đồng. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm và trách nhiệm của một bộ phận người sản xuất kinh doanh thực phẩm, thời gian tới Sở Y tế sẽ phối hợp các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người sản xuất kinh doanh, đảm bảo sản xuất các sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm khi phát hiện trong quá trình kiểm tra theo quy định nhằm tăng tính răn đe, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đội trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện cơ động phối hợp với đồn biên phòng Thuận và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép. Theo đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, tổ công tác gồm các đơn vị trên làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống hoạt động mua bán, vận chuyển pháo trái phép trên tuyến quốc lộ 9, đang tuần tra đến km 73 200 quốc lộ 9, thì phát hiện hai phụ nữ là Đoàn Lê Mai Liên sinh năm 1987, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, và Nguyễn Thị Ngọc Sang sinh năm 1985, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74H133842, chở theo con nhỏ và ba túi sách có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành truy đuổi. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong ba túi sách hai đối tượng mang theo có chứa 18 hộp hoa văn nhiều màu sắc, nghi là pháo với tổng trọng lượng khoảng 32 kg. Bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận toàn bộ 18 hộp trên là pháo. Số pháo này, hai đối tượng nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công 400.000 đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Hướng Hóa tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. 28 cá thể động vật hoang dã trên thuộc 7 loài gồm tê tê Java, khỉ đùi dài, khỉ vàng, khỉ đùi lợn, khỉ mặt đỏ, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen. Số động vật hoang dã trên do các tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh từ trước. Sau thời gian chăm sóc, một cặp tê tê Java và 26 cá thể động vật hoang dã đã được thả về vườn quốc gia Phước Bình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.